Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng khám phá tựa game đầu tiên nha. GTA, LCS, let's go. Ok. Hey, hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Get off the damn way. Okay, và mình sẽ vào đây thay quần áo. Một bộ công đề rất là đẹp. Rồi, sau đó thì sẽ ra ngoài nào. Hai khả năng ô tô. Now take me to my place. Và những cái như thế này thì các bạn có thể đi làm những nhiệm vụ mà các bạn thích, các bạn đến nhận nhiệm vụ rồi làm, hoặc các bạn có thể đi mua sắm hay là đi vượt hoặc là đi đánh nhau những băng đảng khác. Cost money, Tony. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. GTA SA. Let's go. Mình sẽ chọn cái này đi. Watch out! Oh.
That's mine. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Okay, nhận được vụ đó. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ở kia thì có 4 chiếc xe nào. Và ở đây thì có 1 chiếc xe. Nhưng mà bị bắn thành lổ xe rồi. Wow. Bắn bộ phải đi xe nào không? It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Let's go. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Damn drug addict. Move it, see. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Rồi các bạn cứ đi theo anh có chỉ dẫn màu xanh lam đây. You just a liability, CJ. Okay. Tiếp tục nào. Why you bother coming back? Shit, there must be straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. You know you're at home. Ok, và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Đó là các bạn sẽ nhận tiếp nhiệm vụ ở trong này. Rồi hoàn thành tiếp. Và bây giờ thì mình sẽ sang thứ 3 GTA Vice City. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ah.
Rồi, vào trong ngôi nhà này nào. Đây là chỗ lưu game của các bạn. Và lên đây này thì các bạn sẽ nghe nhận nhiệm vụ. Rồi mình sẽ lên nhận nhiệm vụ này. Ok. Get some sleep, he says. Chiếc xe máy rất là đẹp và các bạn có thể lái chiếc xe máy đó đến cái điểm kia, điểm màu hồng kia. Điều chiếc xe này thì điều khiển hơi khó một chút. Đó, và các bạn sẽ lái đến điểm hồng. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư. GTA 3. Let's go. Ok. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up. So you better drive, brother. Give liberty. Lên xe nào. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luis. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Okay. Thank you.
Let's go around the back and use the service door. Đó, và các bạn có thể làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Pika Siringia. Đi về. Ở cái game này các bạn sẽ hóa thân là một cô làm Pika. Sau đó thì sẽ phải tìm cách để tiêu diệt anh chàng Siringia ở trong này. Và anh chàng Siringia rất là to. Phá tung tòa nhà rồi và đang tìm kiếm mình. Ok, đây có một anh chàng đang bị thương. Việc đầu tiên thì mình sẽ cứu anh ta. Gas hat a river. Sau đó thì mình sẽ lấy tấm gỗ phanh. Anh chàng mèo đâu rồi? Anh chàng mèo đằng kia. Lũ cây. Bây giờ thì mình sẽ phải cho anh chàng thanh niên kia ăn một thứ gì đó. Chắc là một nải chuối thôi. Một quả chuối chứ. Bây giờ chúng ta thử anh mèo đi cùng. Rồi, let's go. Đây, quả chuối đi rồi. Anh ta đang cần một quả chuối. Anh ta với tiêu diệt ở Syria.
Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Season 3. Day 1. Ok. Rồi, các bạn phải đi tìm thêm một... chiếc máy bay giấy. Thì khi có chiếc máy bay giấy, ông ta sẽ nghe chiếc máy bay giấy chứ không nghe mình. Đây không có này. Đây rồi. Thank you.
Rồi, và mình sẽ phải giải mã. Ok, 1/3. Và các bạn phải giải mã tất cả là 3 cây. Lúc đó thì các bạn mới hoàn thành được game, hoàn thành được chapter 1. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm lối đi tiếp để sang một nơi khác nữa. Trời rất là tối luôn, không biết là lối đi nào đây. Đây không có lối đi nào này. Ở đây cũng không. Oh my gosh. May mình là máy bay kịp. Vào đây, lối đi đây rồi. Đó, sau đó các bạn cứ đi tiếp các lối đi này và tìm cách để giải mã những phần tiếp theo. Đó là các bạn trả lời tất cả là 3 câu hỏi. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Sidon Granny. Wow, cái này không đạt rồi này. Chẳng biết là cái gì đây. What? Hình như có thể là tựa game Siren Grandi này đang bị lỗi. Chỉ nhặt ở trên thôi. Và khi nhặt xuống dưới đất thì lại không nhặt được. Không nhặt được đâu các bạn. Thế thì làm sao mà có thể thoát được khỏi nơi này. Thoát được khỏi bà Grandi. Bà ta cũng không bắt mình luôn. Oh my gosh. Đây là một tựa game nó đang bị lỗi rồi. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.